Các bạn thân mến, trong khi tôi và anh Hồng Long vừa mới chuẩn bị xong các điều kiện để có thể thử nghiệm hệ thống điều hướng cho pin năng lượng mặt trời thì trời lại bùng nổ mưa. Thế bây giờ thì không có mặt trời nữa. Và tôi không biết là anh Long anh sẽ định như thế nào. Ở đây có một cái hệ thống năng lượng mặt trời đây, mà tôi thấy nó vẫn đang hoạt động ở dưới trời mưa. Hay là bây giờ như này, trước khi mà mình thử nghiệm trời mưa thì mình cho vào phòng thí nghiệm. Cho vào phòng thí nghiệm trước. Tôi có phương án có thể là giả lập được cái tình huống mặt trời. Rồi thế thì đi. Đi nhá. Rồi, chào hai bạn. Rồi, đây là chào bạn đóng khán giả đúng không? Dạ, chào bạn. Tên là gì ạ? Em tên là Võ Văn Trọng. Võ Văn Trọng, còn bạn? Em tên là Lượng. Lượng. Vừa rồi thì tôi và anh Long đã thử tìm hiểu về sản phẩm của các bạn. Và tôi đặt ra một giả thiết là các bạn đã có một cái hệ thống chuyển động hệ thống điều hướng cho tấm pin này đúng không ạ? Nhưng mà có một điều tôi vẫn băn khoăn là hệ thống điều khiển của các bạn, motor rồi các hệ thống này như thế là nó sẽ hoạt động liên tục, cứ mặt trời quay là nó quay, một ngày nó quay nửa vòng, mà ngày nào cũng hoạt động ngày qua ngày như thế thì chắc là vài bữa nó hỏng đúng không? Nắng mưa nó cũng chạy quay. Cái hệ thống điều khiển này của em là nó không phải quay liên tục, mà nó chỉ phát hiện khi nào mà thấy cái hướng mặt trời nó lệch trong một cái phạm vi cho phép nào đấy thì mình mới bắt đầu quay, chứ không phải lúc nào mình cũng quay theo hướng mặt trời liên tục, mà mình quay theo thỉnh thoảng có đủ thời gian đúng không? Khi ánh sáng mặt trời nó chiếu vào đây nó tạo ra cái góc lệch này nó quá lớn thì bắt đầu mình mới xoay, chứ không nhất thiết lúc nào cũng xoay. Nếu mà lúc nào cũng xoay như thế thì cái điện áp của mình tiêu tốn ở động cơ quá là nhiều. Không, nhưng mà nếu mà lúc nào cũng xoay thì là lúc nào cũng đảm bảo là vuông góc với ánh sáng mặt trời thì lại thu được nhiều hơn. Không, cái trong một cái phạm vi mình chẳng hạn bình thường nếu mà ánh sáng chiếu vào là 90 độ thì là mình thu được nhiều, nhưng mình giới hạn trong phạm vi 85 độ thì vẫn có thể là thu được 5 độ, cộng trừ 5 độ thì mình mới bắt đầu mình quay cách. Và đây cái này nó là cảm biến ánh sáng đúng không? Ừ. Như vậy thì liệu trong những cái trường hợp là sáng thì ban đêm anh nhìn nó ban đêm đúng không? Cái hệ thống này của em là ví dụ như về buổi chiều ấy, ánh sáng ở phía tây ấy, thì nó sẽ chạm vào một cảm biến ở dưới này, cảm biến đây có cái hành trình đây và nó chạm đấy thì là chạm đây là tự áp đúng không, nó chạm đến là tấm pin nó dừng lại hẳn luôn. Và em cho trễ cho khoảng thời gian 1 đến 2 tiếng gì đấy thì là cái tấm pin của em là tự động quay về phía hướng đông. Khi mà cái công tắc này mà nó đóng trong vòng 1 tiếng nó cứ đóng vào cái là nó tính thời gian sau 1 tiếng là nó sẽ xoay sang kia. Vâng, cái mai đó mới. Vâng. Để có thể ứng dụng trong thực tiễn, mỗi tấm pin năng lượng mặt trời thường có kích thước rất lớn. Với ý tưởng về tấm pin có khả năng tự điều hướng, nhóm tác giả sẽ phải tính đến việc làm thế nào để một tấm pin to như thế này có thể tự quay được. Chúng ta hãy cùng xem phần tiếp theo của chương trình để xem các bạn ấy giải đáp như thế nào nhé. Cái chuyện mà sử dụng cái bánh răng và xích ấy, thì cái chuyển động của nó có chính xác không? Nó có chính xác hơn so với cả cái chuyện là các bạn sẽ sử dụng các cái bánh răng như kiểu trong đồng hồ ấy. Thì nó quay thì cái chuyển động nó sẽ là chính xác hơn rất là nhiều so với cái này. Đây là cái sản phẩm mô hình thì ở trong thực tế là cái một cái sàn pin mặt trời ấy, nó rất là lớn ấy. Nó không đơn giản là chỉ nhỏ như thế này đâu. Thì lúc đấy chúng em là không tính đến dùng bánh răng và xích này nữa, mà chúng em sẽ dùng cái van thủy lực ấy. Van thủy lực ở cái ô tô ấy nó đẩy. Thì lúc đấy cái đấy nó rất là khỏe, thì là cái nó có thể là chạm một cái dàn nó rất là lớn thì nó vẫn đẩy được, chỉ cần dùng một cái là điều khiển được. Ban ngày, tấm pin sẽ hoạt động xoay theo hướng của mặt trời. Còn ban đêm, điều gì sẽ xảy ra nếu có một nguồn sáng tác động vào? Hệ thống sẽ tiếp tục hoạt động hay có cách khắc phục nào khác đây? Để phát hiện giữa ban đêm và ban ngày, cái ánh sáng tác động bên ngoài với ánh sáng mặt trời, cái ánh sáng mặt trời của mình có mang lượng nó tác động vào trong phòng mặt thì để cử động thì mình đang không có cảm nhận bên ngoài đấy. Thì khi ánh sáng mặt trời chiếu thì ánh sáng là cái con phòng mặt ban ngày, còn những cái hiện tượng khác là phòng mặt mình cũng đỡ, vậy là tổng mình không ảnh hưởng gì. Thế đấy cũng không phải, tại vì chẳng hạn điện có áp đèn sẽ đốt nó vẫn phát hàng ngoài những điện mới là nhưng mà cái hệ thống của mình đặt trên cao nên là không điện sẽ đốt. Mình bị tác động ở đây chỉ có là sóng chớp này hoặc là ánh sáng của những máy bay hoặc những cái ánh đèn từ nơi xa soi vào. Đèn pin của người dân này thì nó soi vào.
như cái ý kiến của cậu thì là cũng có lý, bởi vì như cái ánh sáng ấy, khi ánh sáng nó chiếu về con trở này thì khi mình lập trình ấy thì cái ngưỡng của nó ấy, thì mình đã so sánh cái ngưỡng nó lớn hơn cái ngưỡng đấy thì nó mới tác động, đúng không? Thì là thứ nhất. Còn ví dụ như nếu mà có một cái ánh sáng nào mà nó chiếu vào nó lớn quá thì khi vào ban đêm ấy, thì là cái hệ thống của mình là không cho hoạt động nữa. Thì nên mình so sánh, ví dụ như lúc đấy mà có cái tín hiệu nó chiếu vào con cảm biến này thì lúc đấy thì mình so sánh, mình xem cái thời gian ấy mà nó nhận cái tín hiệu mà nó chiếu vào con cảm biến này thì là nếu mà vào đúng cái thời gian ban đêm thì là hệ thống không tác động gì. Cái mục đích của các bạn là khi mà sử dụng cái hệ thống chuyển động này để cho cái tập pin đúng không? Hướng theo hướng mặt trời đúng không? Thế thì ở đây là tại sao các bạn chỉ làm theo một cái chuyển động hai chiều lên xuống? Mình bình thường là đông tây, bên mình quay theo nam bắc luôn đi. Đông tây nam bắc. Em thấy là ở phía mặt trời ấy, mặt trời nó quay theo hướng đông tây rồi. Mà ở trong một năm ấy thì cái góc lệch của nó là không nhiều. Vì vậy em chỉ đặt cái tấm pin là nó quay cho hai hướng đấy thôi. Thì ví dụ như khi mình làm cái hệ thống quay 3D thì vẫn có thể làm được đấy. Nhưng cái chi phí mình bỏ ra với lại khi thiết kế là nó khó khăn hơn. Mà cái năng lượng nó tạo ra cũng không phải là nhiều. Không nhiều hơn so với là mình đặt theo hai hướng đông tây. Mình là Việt Nam, mình ở phía Bắc bán cầu thì mình phải quay hơi hướng về phía Nam. Với tôi mua cái sản phẩm này tôi mang đi Úc tôi lắp chẳng hạn thì nó phải hơi quay về hướng Bắc. Thì không, cái đấy thì cái đấy là khi về bên đấy là mình đã xác định cái hướng của mặt trời của cái vị trí đấy nên là mình quay xác định mình đặt lúc mà lắp cái lúc mình lắp đặt thì phải có la bàn mình xác định hướng mặt trời mọc và hướng mặt trời lặn của người ta ở khu vực đấy. Cái sản phẩm này khi mình lắp đặt thì mình sẽ xác định cái hướng mặt trời mọc và hướng mặt trời lặn. Thường thì khi lắp đặt như thế thì mình không cần phải cái hệ thống quay 3D nữa. Như thế mình sẽ giảm thiểu được cái chi phí lắp đặt và cái hệ thống của mình nó không cồng kềnh dễ. Tức là khi mà sang Úc thì tôi hơi xoay nghiêng nó về một hướng bắc một tí, sau đấy nó cứ chỉ chỉnh theo hai hướng đông tây thôi đúng không? Bởi vì cái tấm pin mặt trời của các bạn ấy nó là một cái tấm phẳng. Thế cho nên là các bạn mới cần một cái trục quay để hướng, thực ra là nó chỉ có chuyển động theo cái hướng lên xuống này thôi đúng không? Tại sao các bạn không làm thành một cái tấm pin hình parabol thì nó hấp thụ luôn cả nắng bên này, nắng ở trên xuống. Mình nếu mình thiết kế như thế mình sẽ tốn mất nhiều cái diện tích thiết kế pin mà cái hiệu quả của nó không đáng là bao nhiêu. Để xem nó có vận hành đúng không? Đúng không? Mà bây giờ là nó đang xoay như thế này là mình giả lập nó đang quay, các bạn quay đi một góc khác đi. Thử mình đang để giữa trưa đi. Giữa trưa là thẳng này đúng không? Giữa trưa. Bạn dùng cái ánh sáng của cái đèn điện thoại của điện thoại này à? Mà nó cũng có thể sử dụng được à? Như chiều bây giờ em sử dụng cái con ánh sáng của điện thoại này để phát hiện cái sự chênh lệch ánh sáng. Ví dụ như khi chiếu vào cái ánh sáng phải lớn hơn một cái ngưỡng, ví dụ ánh chiếu cao này thì hệ thống sẽ không tác động. Lúc đấy mình muốn sát xuống và cái ánh sáng nó phải lớn hơn thì mình tác động cao độ. Bây giờ thì anh Long, anh định giả lập cái hệ thống mặt trời của anh như thế nào? Tôi đã chuẩn bị sẵn một cái đèn công suất rất lớn để có thể giả lập cái trường hợp là ánh sáng mặt trời ở trong phòng thí nghiệm. Thì bây giờ nếu mà đúng như cái nguyên lý hoạt động của các bạn ý là khi mà tôi bật
cái đèn công suất lớn đấy nó chiếu qua con cảm biến bên này đúng không? Thì nó phải quay về hướng này đúng không? Để đón nắng đúng không? Ok, bây giờ thì tôi nhờ Lê nhé. Lê bật bật đèn lên để xem nó có quay về phía đèn. Bây giờ hiện tại nó đang đứng ở một cái vị trí như này mà thậm chí là nó còn hơi chếch so với cả cái hướng đèn mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Bây giờ Lê bật đèn này lên rồi. Đây đang là khoảng 11 giờ. 11 giờ. Và bây giờ tôi sẽ cho về 4 giờ chiều xem là nó có quay về 4 giờ chiều không. 1 2 3 Đấy. Như vậy nó quay. Các bạn nói là có công tắc hành trình. Ở đây nó đã chạm vào công tắc hành trình rồi. Chạm được dừng. Hai cảm biến này sẽ không đo nữa đúng không ạ? Như vậy là khoảng một thời gian nữa thì nó sẽ tự động trả về buổi sáng. Và bây giờ nó đang ở hướng Tây rồi, hoàng hôn rồi. Và khi mà đủ cái thời gian sau khi chạm công tắc hành trình, nó sẽ tự động trả về hướng Đông, tức là để chờ buổi sáng sau. À đây. Và bây giờ lại chờ đợi một ngày mới thôi đúng không ạ? Như vậy là ngày hôm nay chúng ta lại thêm một sản phẩm thêm mới. Một sản phẩm nữa. Lúc này anh thấy sản phẩm này thế nào? Nói thật với Lê là cái sản phẩm này nó không quá gây ấn tượng với tôi. Thật sự là như thế. Bởi vì là pin mặt trời thì là cũng có sẵn rồi này. Chỉ có thêm các bạn chỉ có sáng chế thêm một chút về cái chuyện cái động cơ thôi. Nhưng mà thực ra tôi cũng không biết là hiệu quả nó có đúng như các mong đợi các bạn hay không. Nên là thực sự ra là sản phẩm này cũng không gây ấn tượng quá nhiều với tôi. Tôi nghĩ là cái phần thu năng lượng thì rõ ràng nó cũng có hiệu quả hơn. Chỉ có điều là nếu như mà sản phẩm này ứng dụng ra thì liệu cái động cơ này có hoạt động trơn tru hay không? Rồi. Những cái mô tả của các bạn thì nó chưa thực sự hoàn chỉnh, chưa phải sản phẩm hoàn thiện được đâu. Thì tôi cũng nghĩ rằng là nếu mà cái sản phẩm này mà muốn gây ấn tượng thêm với cả có thể đưa ra ứng dụng thì là các bạn phải làm trong suốt lại. Thì tính về cái chuyện về cái động cơ, cái tính chuyển động nó phải nhẹ nhàng hơn. Và có thể là để được ngoài trời mà mình phải yên tâm, đúng không? Còn thực ra thì tôi cũng không quá hài lòng với cả sản phẩm này. Nhưng dù sao thì anh cũng đã có thêm được một chút năng lượng để sạc điện thoại và sạc một số thiết bị của anh. Và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta lại khép lại chương trình Gara Bí Mật với một sản phẩm mới, đó là hệ thống điều hướng cho pin năng lượng mặt trời. Và cho dù sản phẩm chưa thực sự hoàn hảo như tất cả chúng ta mong đợi, nhưng nó sẽ là một cái định hướng để các bạn có thể nghiên cứu và đưa ra một sản phẩm hoàn thiện hơn trong tương lai. Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu về sản phẩm này, có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ gara.vtv.vn. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ lại tiếp tục đi tìm kiếm những sản phẩm mới và sẽ gặp lại các bạn vào 17:30 vào thứ hai tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.